tôi làm đất nha, một đất, một cát, một cho, một chấu và một chút xíu 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 NPK. Đó. À, nếu mà một ký cát, một cái đất, một ký chấu thì các bạn sẽ chấu nửa ký thôi, à, thì các bạn sẽ trộn với phần hữu cơ nữa, xong rồi bấy nhiêu các bạn cho từng khoảng 1 gram, 1 gram của NPK. Rồi bây giờ tôi bắt đầu, tôi sau khi tôi đã bóc nó như vậy nè các bạn, bây giờ tôi bắt đầu tôi trồng nó nha. Tôi cứ ghim nó xuống cái lỗ. Trời ơi, mày đừng có đi nữa, mày phá tao không à. Tôi ghim nó xuống cái lỗ, một nửa trên nhà, một nửa dưới nhà nha, để cho các bạn thấy. Ở dưới nhà thì tôi sẽ trồng ở chỗ cái chậu cây. Tôi có ở dưới chậu cây thì nó có sơ dừa, trên này tôi không để sơ dừa. Nhưng mà tôi chắc chắn với các bạn rằng là sau có 7 ngày là chắc chắn là nó ra cây rất là đẹp nha các bạn. Sau 7 ngày là nó ra cây. Tôi ghim nó vô vậy đó. Còn nữa tôi ghim tiếp. Cái này là trên lầu, giờ tôi đem xuống dưới nhà thì ghim nó có sơ dừa đó, xong cho các bạn để vào chỗ mát nha, có vậy thôi đó. Tôi cho các bạn coi sau 7 ngày nó ra như thế nào.